nhằm tổng kết, đánh giá kết quả tham gia thực hiện phong trào của đoàn viên học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực. Chiều ngày 5 tháng 6 năm 2023, Ban chấp hành đoàn trường tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại đoàn viên năm học 2022-2023 cho 34 chi đoàn lớp và 510 đoàn viên. Ban chấp hành đã nhìn nhận những ưu khuyết điểm tổng thể của hoạt động phong trào trong năm học này và nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Các đồng chí bí thư sẽ tiến hành ghi nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại đoàn viên lớp mình vào sổ đoàn. Riêng đoàn viên khối 12 sẽ được thực hiện thêm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn về cơ sở mới.